Rồi anh em nhá. Ai các bác ơi, em này là em bị xoay lóc này. Xoay lóc với một móng đằng sau hơi vẹo một tí các bác nhá. Nhưng mà chim chơi rất là tốt các bác nhá. Cứ dí ở đấu, ôm cóng luôn các bác. Cả hai em đều chơi tốt các bác nhá. Đây em lông xanh, lông xanh chơi bệt cầu các bác nhá. Hai em đều để lồng rất sát nhau các bác nhá. Ôi, ôm cổng kìa các bác kìa. Em bên này mà căng lên là chưa ôm cổng các bác nhá. Em bên là tay phải con xoay lóc ấy. Đẩy hơi sát sát lồng tí nhá các bác nhá, cho chúng nó thư giãn với nhau một tí, cho nó ôm cóng. Xòe rất là to luôn. Bây giờ trời nó tối rồi các bạn. Chơi rất tốt hai em này luôn. Em ấn sát vào nhau nhá. Đánh nhau đi. Em này có bác nào không biết chơi vẫn hot này. Chìm quá là ok luôn các bạn. Mà nó căng sẽ ôm cóng nhá. Bác nào mà thích xem thì xem cái clip em đăng lên Thanh Lý ấy. Là con này ôm cóng rất là tốt các bác nhá. Ôm cóng cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà bây giờ thứ nhất là thời tiết nó rất là tối, và thứ hai là ngày hôm nay mình nó quá nhiều, chim nó chưa mệt, nó mệt đấy các bác. Chim rất là thuần các bác nhá. Em cầm lồng các bác xem nhá. Đây, tay em này. Đây, cho các bác xem đấu nhá. Đây. Đây các bác thấy chưa? Đây, tay em đây. Chim chơi vẫn rất là ok luôn. Ui nặng quá. Cái lồng nặng lắm các bạn. Đuôi xòe này các bạn. Đuôi xòe to này. Đấy quánh nhau rồi. Rồi các bác nhá. Chim nó không muốn hót rồi. Chuyển sang đánh nhau rồi. Em xin chào tất cả các bác nhá. Bác nào bổ kết em nào thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Cho tách ra một tí. Đấy. Rồi, xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác những video sau nhá. Chúc các bác xem video vui vẻ nhá.